Và tôi lưu ý giai đoạn cuối trung niên qua lão niên là giai đoạn mà chúng ta cần phải làm những điều gì cho cuộc đời của chúng ta chứ. Chứ không thể là chúng ta buông ra một cái cách gọi là cẩu thả được. Cho nên tôi nói với các vị, có những khi tôi khó hiểu một số trường hợp này. Từ lâu tôi có coi một cái video clip của người phương Tây thôi. Thì bà này bà 94 tuổi. Thì các vị biết rằng 94 tuổi thì cũng có nhiều thế hệ rồi không? Cháu chắc gì nhiều rồi. Nhưng mà tới ngay cái ngày sinh nhật của bà thì con cháu rồi tập trung về. Mới nói với bà là bây giờ bà cần cái gì trong vui trong ngày sinh nhật. Thì ở đây là bài báo viết rất rõ và quay lại video clip đó cho mình xem luôn. Là bà nói bà cần một vũ công nam thoát đi để bà mua vui. Thì các con đã chiều theo như vậy. Thì thật sự mà nói, cái việc của thiên hạ mình không cần bận tâm. Nhưng mà mình cũng có một chút suy nghĩ. Nếu người không học Phật và người không tư duy theo một hướng khác thì người ta sẽ rất lo sợ khi người ta nhắm mắt trên cuộc đời là hết, là kết thúc. Cho nên người ta phải tìm mọi cách để người ta hưởng thụ bằng các giác quan. Con người chúng ta có những giác quan để hưởng thụ là gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tức là năm giác quan này là năm điều kiện để con người hưởng thụ, con người thỏa mãn những nhu cầu về mắt, con người nhu cầu về lỗ tai. Tức là chúng ta thích nghe nhạc hay gì đó là lỗ tai, chúng ta cũng là một dạng hưởng thụ. Mắt xem nhìn cũng là một dạng hưởng thụ. Và vì vậy người ta biết được những nhu cầu của các giác quan. Cho nên những người ta sẽ khai thác bằng những cái việc mà là kinh doanh khác nhau để khai thác những cái nhu cầu khác nhau. Vì vậy những cái người độ tuổi này khi không có tu tập hướng về thì người ta sẽ tận dụng những gì còn sót lại trên cuộc đời mà có thể người ta thỏa mãn được theo thói quen mấy chục năm trong cuộc đời. Nếu một người có tu tập thì ở độ tuổi đó nó sẽ khác. Nếu một người có tu tập thì mướn họ cái điều đó và họ suy nghĩ điều đó họ cũng không có, ý niệm cũng không có. Nhưng mà những người là họ không biết hướng về hoặc là chưa ý thức được các triết lý giá trị của Đạo Phật thì sẽ là như vậy. Sẽ theo quán tính của bản năng cho tới chừng nào chết thôi. Cho nên khi 94 tuổi mà coi một video clip mình mới chạnh lòng. Một kiếp người rồi sẽ là như vậy, chỉ là như vậy. Và mai này là cái gì? Không trả lời được. Và có nghĩa người cứ nghĩ rằng chết là hết. Cho nên cần phải khai thác mọi thứ để hưởng thụ nhu cầu trên cuộc đời. Đôi khi rất là đáng tiếc. Tôi nói với các vị vậy. Rồi, khi tôi sang Mỹ có một cái cô này, cổ cũng lớn tuổi rồi. Cổ thưa với tôi một việc mà cổ khóc. Cổ nói là bây giờ má con 76 tuổi rồi mà bây giờ nuôi một cái nhân tình nó 20 hay mấy tuổi vậy đó. Mà bả quen nó trên Facebook. Xin thưa các vị, tôi không hiểu là những người lớn tuổi mà mê cái này. Mê Facebook á. Tức là quen trên Facebook rồi làm sao đó. Bả tiền mà con cái mà cho bả hàng tháng á, bả gom bằng mọi cách và bả xin thêm để mà nuôi cho thằng. Thì ở đây các con biết rằng đây là một dạng đào mỏ mà. Lợi dụng người lớn tuổi, lợi dụng cái sự cô đơn hay là thiếu vắng gì đó. Rồi qua những lời trao đổi trên đó. Cuối cùng 76 tuổi nhưng mà các con không can thiệp được. Bà cho đó là chuyện của ta. Tao nuôi lớn tụi mày đã xong rồi. Còn việc còn lại là chuyện của ta. Tụi mày không có can thiệp. Mà các con thì thấy mẹ lớn tuổi như vậy, cần cho mẹ có một cái gì để trang bị cho bản thân, cho tuổi già, cho niềm tin, cho sự hãnh diện của các con, các cháu. Nan nỉ hết lòng nhưng mà không là không. Vì vậy thì tôi nói với các vị là khi không biết Phật Pháp, chúng ta rất dễ dàng để con người mình lạc lối trong nhiều hướng. Và đó là cái mà gọi là không khéo chúng ta phá vỡ con đường đi tương lai. Bởi vì trong cái nhìn của Đạo Phật là chết chỉ là kết thúc một giai đoạn của kiếp người, chưa phải là mất hẳn mà. Mỗi một đời sống chúng ta có mặt trên cuộc đời như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cái sa mạc này là mênh mông và con người chúng ta chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Chúng ta sẽ đi bằng nhiều hướng khác nhau. Cơ bản nhất là gọi là trong lục đạo. Nên nhớ là như vậy. Tức là sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và hình thái nào chúng ta cũng đã và sẽ. Và vì vậy nếu một người có tu học thì cả một cuộc đời chúng ta sẽ chia ra từng giai đoạn. Và mỗi một giai đoạn mình viết một chương, trong đó có nhiều cái hình thức, nhưng ít nhất là chúng ta cũng có một cái dấu ấn gì trong đó. Cuộc đời chúng ta thành bại được mất, hạnh phúc và khổ đau, danh dự và cái sự tiêu cực nào đó thì nó cũng có,
Nhưng mà trong trang đời của chúng ta nó có như vậy mới là trang sách thật của cuộc đời. Và vì vậy khi mà chúng ta biết được cái trang sách thật của cuộc đời thì gắng nắng nót mà viết. Ví dụ bây giờ tôi nói là Madison là một cái người mà gọi là quyền Anh đó, nổi tiếng. Nhưng mà các vị biết rằng khi đọc lại cuộc đời của Madison, các vị không thể tưởng tượng được. Xin lỗi, ông dám nói lên sự thật đó, và nhà báo đã viết lên sự thật đó. Có nghĩa là khi ông hối hận về cuộc đời của mình, ông mới kể lại. Mà sự thật khi kể lại rồi, xin lỗi, cuộc đời nó không phải là con người. Cuộc đời không phải là con người, là một giả thú. Phải nói là như vậy. Từ cách ăn, cách sống và cách đối nhân xử thế và cách đối đãi với phụ nữ trong cuộc đời. Phải nói là khi đọc đến đây bài báo viết ra, mình không nghĩ một con người ghê gớm như vậy. Và khi lên thượng đài, tại sao ông thượng đài đa phần là ông thắng trận? Bởi vì ông đã giả mang từ thở nhỏ. Con người của ông đã sống một cách giả mang, quan giả từ thở nhỏ, không biết sợ bất cứ thứ gì. Cho nên lên thượng đài, ông chỉ có cái biết là bằng mọi giá để chiến thắng. Và ra tay rất là tuyệt tình. Hãy nói là như thế. Không có cảm xúc, không có dung dị. Vì vậy cho nên là khi mà những cái chiến thắng của Madison đã đem lại cái những cái nguồn tiền lớn đó, và các vị biết nguồn tiền đó rơi vào cái gì? Toàn là dung túng cho ông để mà ăn chơi, nhất là gái và ma túy. Và trong cuộc đời ông đối xử rất tàn bạo với giới nữ, bằng sự mua chuộc tiền bạc và thỏa mãn bản thân. Ông kể lại trong đó mình đọc, mình không nghĩ rằng một cuộc đời cho đến khi mà thân bại danh liệt và cuộc đời tan nát hết, thì ông mới kiểm soát lại, trở thành những người mà gọi là thiếu nợ, thiếu nần và sa sút nhiều thứ đó, thì mới hối hận á, thì mới kể lại. Và chúng ta đọc trong cuộc đời, không nghĩ rằng một đời người nó trải qua những cái trang sách nó lạ kỳ nó như vậy. Cho nên là đó là tác phẩm đời người cũng do chúng ta xây dựng. Mà đa phần là khi chúng ta hối hận là khi chúng ta không còn cái gì nữa. Vì vậy người có trí tuệ sẽ nhìn trước tất cả các vấn đề để chúng ta tiếp tục đi. Và những người ở đây là học Phật, khi bắt đầu 50, 60 trở lên, chúng ta đã biết mình cần làm gì và mình cần sống như thế nào, và cần hoạch định cho mình như thế nào về những nhu cầu đang là, và cuộc sống và thế hệ tương lai mọi thứ. Đây là cái khuôn của một cái con người học Phật. Mình biến cuộc đời của mình cho có ý nghĩa, chứ không có gì hết á. Sống có ý nghĩa cho mình, cho người thân và cho xã hội, và cho con đường đi mai này nữa. Cho nên một người có trí tuệ phải biết rằng mai này chúng ta đi đâu chứ. Cơ bản nhất chúng ta phải xác định được một mức độ nào đó là mai này chúng ta sẽ đi nẻo nào trong 6 đường. Và riêng cái nẻo người, chúng ta trở thành người gì nữa chứ. Vì vậy chúng ta dựa vào những nhân tố hiện tại để chúng ta xác định con đường đi tương lai, dựa theo tinh thần của nhân quả. Cơ bản nhất về mặt công thức mẫu mực thì người ta hình dung ra 4 câu như thế này: rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Dục ti tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Vậy thì những cái câu này bằng những cách cơ bản để cho chúng ta hiểu được rằng là biết mai này chúng ta thế nào, phải xét những gì chúng ta đang làm hôm nay. Còn hiện tại chúng ta là cả một vấn đề tác nhân của quá khứ, tác động và hiện tại đang làm. Và vì vậy con người chúng ta hiểu được điều đó, vậy thì chúng ta có thể trải cho mình một con đường tương lai, một mức độ nào đó được chứ. Đây là những điều mà những người học Phật chúng ta có một phần để quyết định về nhân và quả.